Chúa ơi, xin đổ đầy cho chúng con giờ này. Chúa là cái hàng sống của chúng con, cảm ơn Ngài. Một buổi sáng lại mới luôn, sự thành tín của Ngài là lớn lắm. Giờ đây chúng con cùng nhau thờ vườn Chúa, chúng con cùng nhau ra mắt Ngài. Xin Thánh Linh của Chúa Ngài đồng công với chúng con, ban phước và gìn giữ mọi chúng con, soi sáng cho chúng con ở trong lẽ thật. Con cảm ơn Ngài. Chúng con nhận ân điển, nhận sự phước hạnh dư dật của Ngài, nhận sự thương xót dư dật của Ngài để chúng con có một ngày mới tươi mới ở trong danh của Chúa Giêsu. Con cảm ơn Ngài. Xin giấu chúng con trong cái bóng toàn năng của Ngài. Con cảm ơn Ngài. Chúng con cảm tạ Cha vì sự gìn giữ của Ngài trên hội thánh của Chúa để mọi người chúng con được khỏe mạnh. Con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng sự bình điện thuộc về Chúa và cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, chúng ta cùng nhau mở bài cho Chủ nhật ra. Hôm nay chúng ta học cái bài số 6. Bài số 6 đó là kết quả của báp têm trong Đức Thánh Linh. Chúng ta đã đi hết cái bài số 5. Bây giờ chúng ta qua phần số 6 ha. Bài số 6. Cái câu hỏi đầu tiên của bài học số 6 này là: điều gì đã xảy ra cho các môn đồ vào ngày lễ ngũ tuần, còn gọi là Sabo trong tiếng Hebrew, khi tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh? Điều gì đã xảy ra cho các môn đồ trong ngày lễ ngũ tuần? Chúng ta mở ra ở trong sách Công vụ chương 2 câu số 4. Công vụ chương 2 câu 4.
Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Chúng ta thấy những cái hiện tượng bên ngoài của việc báp têm Thánh Linh, đó là bao gồm họ nghe được những tiếng gió thổi ào ào. Rồi tiếp theo là gì? Họ thấy những cái lưỡi bằng lửa rời rạc đậu trên mọi người như lưỡi bằng lửa. Và sau đó thì có một cái hiện tượng xảy ra, đó là hết thảy hay là tất cả. Tất cả ở đây là bao nhiêu người? Tất cả ở đây là 120 người, khoảng 120 người. Ở trong Công vụ đoạn 1 câu 15: trong những ngày đó Phi-e-rơ đứng dậy giữa các anh em, số người nhóm lại ước được 120 người. Rồi số người ở đây 120 người nhóm lại trong cái phòng cao, mà Chúa nói rằng là hãy chờ đợi cho đến khi mặc lấy quyền phép từ trên cao. Thì tại phòng cao đó, những con người tìm kiếm Chúa, những con người hết lòng tìm kiếm Chúa, thì chúng ta thấy rằng những con người này làm gì? Họ nhận lấy sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, hay là sự đổ Thánh Linh của Chúa trên, hay là báp têm trong Thánh Linh. Cái từ báp têm có nghĩa là được nhận chìm xuống, hay là được phủ bởi một chất lỏng, hay là một cái điều gì đó. Ví dụ như dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập thì họ cũng đã được báp têm. Chúng ta xem ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 1, câu 2: vả hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây, đi ngang qua biển, chịu Môi-se làm phép báp têm trong đám mây và dưới biển. Thật ra trong Cựu Ước thì chúng ta đâu có thấy Môi-se làm báp têm đâu. Nhưng mà cái việc xảy ra cho dân Israel trong thuộc thể, thì trong hình cái nhìn của Tân Ước thì đó là thuộc linh. Khi Môi-se dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập, Chúa ngài dẫn dắt bằng cái trụ mây, và dân Israel đi dưới cái trụ mây. Rồi khi đến trước biển đỏ, bên phải bên trái đều là núi, không còn đường để nào chạy. Trở lại thì đạo quân Pharaoh rượt đuổi và giết chết. Cho nên là họ kêu vang với lại Môi-se, và Môi-se đã cầu nguyện với Chúa. Chúa nói là tại sao kêu vang với ta? Trong tay ngươi có gì? Và đưa cây gậy ra. Thì lúc bấy giờ nước rẽ ra và dân Israel đi xuống biển. Kinh Thánh nói đi, ông họ đi xuống biển như là đi trên đất khô. Kinh Thánh không nói gì về cái báp têm ở đây cả. Nhưng mà trong Tân Ước thì nói rằng là dân Israel đã chịu báp têm trong đám mây và dưới biển. Có nghĩa là họ được phủ bởi nước. Họ được phủ bởi nước. Rồi trong đám mây thì họ được che phủ bởi mây. Ban ngày thì là trụ mây, ban đêm là trụ lửa. Cho nên mây che phủ họ thì như là họ báp têm dưới đám mây. Lửa che phủ họ thì họ báp têm bằng lửa. Vậy thì chúng ta thấy ở tại hội thánh đầu tiên thì họ được che phủ bằng lửa của Thánh Linh của Chúa. Họ được che phủ bằng lửa của Thánh Linh của Chúa. Và bắt đầu họ khởi sự nói. Họ khởi sự nói. Họ nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Và tất cả đều nói hết. Không phải là một người nói. Không phải là một nhóm người nói. Chúng ta sẽ tiếp tục xem cái ánh sáng về nói tiếng lạ ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14. Ở trong câu số 5, Phao-lô nói như vậy: tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả, song tôi còn ước ao hơn nữa là anh em nói tiên tri. Như vậy thì nói tiếng lạ là một điều mà Phao-lô ước ao. Tại sao ông ước ao? Bởi vì nói tiếng lạ thì người ta nói với Đức Chúa Trời, bởi vì trong tâm thần mà người ta nói lời mầu nhiệm. Ở trong câu số 2, câu số 4: kẻ nào nói tiếng lạ thì tự gây dựng chính mình, song kẻ nói tiên tri gây dựng cho hội thánh. Như vậy cái ích lợi của việc nói tiếng lạ, đơn cử chúng ta thấy có hai ích lợi đây trước đã. Nó rất nhiều ích lợi nói tiếng lạ, nhưng mà đơn cử là hai cái chỗ này.
Là thứ nhất là họ nói với Đức Chúa Trời và không một ai hiểu. Ma quỷ không hiểu, tâm trí xác thịt chúng ta không hiểu. Kinh Thánh nói gì? Cái tâm trí xác thịt chúng ta nó lơ lửng. Tâm trí xác thịt nó lơ lửng hay là nó không tham dự vào ở trong câu số 14. Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm thần hay là tâm linh của tôi cầu nguyện, nhưng trí khôn tôi thì nó lơ lửng. Tức là nó không tham gia vào hay là nó không hiểu. Cho nên cái người nói tiếng lạ đó là người đã nói với Đức Chúa Trời. Tâm trí này nó không can thiệp vào. Thường khi chúng ta cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm trí chúng ta can thiệp vào. Chúng ta cầu nguyện tiếng mẹ đẻ thì tâm trí chúng ta can thiệp vào. Khi can thiệp vào thì chúng ta sẽ xin những cái điều của tâm trí của mình. Đa phần chúng ta mở miệng ra là chúng ta cầu xin không à, chứ chúng ta không có sự tương giao. Cho nên tiếng lạ là một cái kênh liên lạc giữa loài người, tâm linh của con người với Đức Chúa Trời một cách siêu nhiên. Và khi chúng ta cầu nguyện tiếng lạ như vậy, tâm linh chúng ta được tươi mới, dòng sông sự sống bắt đầu tuôn chảy và chúng ta nhận được sự tươi mới của Chúa. Lý do mà thứ hai mà Phaolô nói tiếng lạ là gây dựng chính mình. Trước khi chúng ta gây dựng người khác thì chính chúng ta phải được gây dựng, đúng không ạ? Trước khi chúng ta cứu cái người bị đuối nước thì chúng ta phải làm gì? Phải biết bơi cái đã. Chứ còn mình chưa có biết bơi mà mình chưa có gì hết mà mình nhảy vô là coi như là mình xong đời mình luôn. Cho nên chúng ta phải gây dựng chính mình. Chúng ta giúp đỡ cho ai đó, nâng đỡ ai đó, cầu nguyện cho ai đó, giải cứu một ai đó, khuyên bảo một ai đó. Thì sứ đồ Phaolô nói là anh em cũng phải giữ e mình cũng bị dỗ dành chăng. Nên những gì mà chúng ta làm nó phải bằng ơn của Chúa. Lý do ông khích lệ mọi người nói tiếng lạ đó, thì ông nói như thế này. Câu 18: tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Dạ, chúng ta lưu ý là ông nói là ông được ơn hơn hết thảy anh em. Ông được ơn như thế nào đây? Chúng ta xem ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất 15, cùng là cái mạch văn, ông nói câu số 10: nhưng nay tôi là người thế nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy, trái lại tôi làm được nhiều việc hơn người khác. Nhưng nào phải tôi, bèn là ơn của Đức Chúa Trời ở trên tôi. Như vậy thì Phao-lô được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn, và ông cũng được ơn để làm việc nhiều hơn. Và ông nói là gì? Không phải là tôi, bèn là ơn của Chúa hay là ân điển của Chúa ở trên tôi. Cho nên chúng ta nói tiếng lạ cũng bởi ơn của Chúa. Và chúng ta làm việc cũng bởi ơn của Chúa. Bởi vì ngoài Chúa ra thì chúng ta chẳng làm gì được. Sứ đồ Phaolô đã từng dùng sức của mình để cố gắng nỗ lực để làm theo luật pháp, để mong được sự công bình. Nhưng khi ông gặp Đấng Christ rồi thì ông nói như thế nào ạ? Là ông bỏ tất cả những điều kia. Ông coi tất cả mọi điều lời đó như là sự lỗ, và sự nhận biết Chúa Giê-xu là quý nhất trong cuộc đời của ông. Chúng ta thấy có rất nhiều cái lý do. Như vậy sứ đồ khuyên là gì? Tôi muốn hết thảy mọi người đều nói tiếng lạ. Nói tiếng lạ có hai điều, có hai loại tiếng lạ. Một loại là tương giao với Đức Chúa Trời. Khi nói tiếng lạ tương giao Đức Trời thì không cần thông giải. Đó là giữa tâm linh của chúng ta với Chúa tương giao. Cái việc tâm linh chúng ta nói ra một ngôn ngữ tương giao, dùng cái môi miệng mình để tương giao với Đức Chúa Trời. Nhưng thực tế đó là tâm linh của chúng ta đang tương giao với Đức Chúa Trời. Nói tiếng lạ loại thứ hai, đó là nói cần có sự thông giải. Như sứ đồ Phaolô nói ở trong đoạn 14 câu số 13: bởi đó kẻ nói tiếng lạ hãy cầu nguyện để được thông giải tiếng ấy. Sự thông giải tiếng lạ, đôi khi Chúa dùng người khác và đôi khi Chúa dùng chính mình để thông giải tiếng lạ. Và cách để gọi là dùng tiếng lạ như là một sứ điệp rao giảng có sự thông giải thì nó phải có cái sự trật tự. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14
Câu 27, ví bằng có người nào nói tiếng lạ, chỉ nên hai hoặc ba người là cùng, mỗi người phải nói theo lượt mình và phải có một người thông giải. Nếu không có ai thông giải thì người đó phải làm thinh ở trong hội thánh, mình nói với mình và với Đức Chúa Trời. À, anh chị em thấy không ạ? Cho nên chúng ta cần có một cái sự hiểu biết về cách chúng ta vận dụng tiếng lạ mà Chúa cho. Vì tiếng lạ là một ân tứ. Trong Côn Tô Nhất chương 12 thì nói rằng đó tiếng lạ đó là một ân tứ của Chúa cho. Côn Tô Nhất chương 12 ở trong câu số 10, người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Câu 11, mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo như ý ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Nhưng mà đây là công việc của Thánh Linh, ngài phân phát, nó không phải là cái tác phẩm của con người, không phải là sản phẩm của con người, không phải là sản phẩm của trí não. Và tiếng lạ không phải là một thứ tiếng mà chúng ta phải dạy cho người khác để biết nói tiếng lạ. Không, tiếng lạ là tiếng mà Chúa cho, tính Thánh Linh của Chúa cho. Khi ngài đầy dẫy cho chúng ta, ngài báp tem Thánh Linh chúng ta thì cái dấu hiệu đó được thể hiện. Và tiếng lạ phải được dùng một cách đúng đắn. À, chúng ta không phải là chúng ta vô hội thánh rồi bắt đầu chúng ta nói ào ào trong khi hội thánh đang giảng, mục sư đang giảng chúng ta cũng nói tiếng lạ, mục sư cầu nguyện chúng ta cũng nói tiếng lạ, rồi anh em thờ phượng Chúa chúng ta cũng nói tiếng lạ để cho thấy được rằng tôi đầy dẫy Thánh Linh. Không phải. Khi một người đầy dẫy Thánh Linh thì Thánh Linh là Chúa của hòa bình, ngài là Chúa của sự trật tự, cho nên Thánh Linh có những cái công việc trật tự. Khi một người nào thật sự đầy dẫy ngài thì người đó hoạt động trong sự trật tự, trật tự trong công việc Chúa, trật tự trong cái hội thánh của Chúa, trật tự trong cái vận hành ân tứ, vân vân. Tại cần phải biết đấng tiên tri phải suy phục, xin lỗi, linh tiên tri phải suy phục đấng tiên tri. Là chúng ta có một cái sự trật tự đó thì chúng ta thấy là hội thánh của Chúa rất là được phước. Bây giờ chúng ta qua câu số 2. Ai rao giảng cho dân Samari tin Chúa Giêsu là đấng Messi? Chúng ta xem ở trong đoạn 8 công vụ. Công vụ đoạn 8. Câu số 12. Công vụ đoạn 8 câu 12. Nhưng khi chúng đã tin Philip là người giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Giêsu cho mình, thì cả đàn ông đàn bà đều chịu lễ báp tem. Cái báp tem mà Philip làm ở đây đó là báp tem bằng nước. Philip là chỉ là một người bình thường, là một chấp sự. Ở trong chương 6, Philip được cử làm chấp sự. Câu đoạn 6 câu 5 ghi như thế này: cả hội đều lấy đời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên là người đầy dạy đức tin và đức Thánh Linh, rồi Philip, Bô-cô-rơ, Nicanor, vân vân, rồi trình những người này lên cho các sứ đồ. Như vậy kể từ đó thì chúng ta thấy rằng là Philip làm chấp sự. Mà chấp sự lúc bấy giờ làm gì? Họ lo việc bàn tiệc để phân phát cho những thánh đồ và những người quá bụa cái nhu cầu thiết yếu. Đó là cách trách nhiệm của Philip. Philip trung tín ở trong cái chức vụ của mình. Và cho đến đoạn 8 thì trong cái cơn bắt bớ đó, Kinh Thánh gọi là cơn bắt bớ dữ tợn ở trong đoạn 8 câu 1. Sao-lơ đã ưng thuận về việc Ê-tiên bị giết. Trong lúc đó, hội thánh ở thành Jerusalem gặp cơn bắt bớ dữ tợn. Điều gì xảy ra? Trừ ra các sứ đồ, còn hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Giu-đê và xứ Samari. Trong cái hoàn cảnh này thì chẳng ai muốn cả, anh chị em. Không ai bao giờ muốn rằng hội thánh bị bắt bớ và tan lạc. Nhưng cái lý do hội thánh bị bắt bớ tan lạc đó là vì cớ rằng họ không chịu đi ra. Họ cứ quanh quẩn ở tại Jerusalem thôi. Chúa nói khi nào Thánh Linh giáng cho các ngươi thì các ngươi sẽ làm chứng về ta tại đâu? Jerusalem. Rồi gì nữa? Giu-đê, Samari và cho đến cùng trái đất. Nhưng mà họ cứ lẩn quẩn ở Jerusalem. Cả chục năm họ lẩn quẩn ở Jerusalem.
họ không chịu đi ra. Cho nên nếu chúng ta đã nhận được công vụ đoạn 8 câu 1 có nghĩa là nhận được sự đầy dạy Thánh Linh. Mà nếu chúng ta không đi ra thì chúng ta sẽ gặp công vụ đoạn 8 câu 1. Công vụ đoạn 1 câu 8 là nhận Thánh Linh, quyền phép mà không chịu đi ra thì chúng ta sẽ gặp công vụ đoạn 8 câu 1 là bắt bớ. Sự bắt bớ để làm gì? Để làm cho tín đồ tan lạc. Những cái hạt giống này được đầy dạy Thánh Linh nè, được tan lạc. Những cái hạt giống, những con người được đổ đầy Thánh Linh, đầy lửa, đầy quyền năng, đầy lẽ thật, đầy phúc âm, thì những con người này đi ra thì họ bắt đầu rao giảng. Từ một người chấp sự bình thường thì Philip trở thành một người thầy giảng tin lành. Chúng ta xem lại câu 4 cho đến câu số 6. Vậy những kẻ đã tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo tin lành, Philip cũng vậy, xuống trong thành Samari giảng về Đấng Christ tại đó. Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm thì đồng lòng lắng tai nghe người nói. Philip đã rao giảng và rất nhiều người tin Chúa, trong đó có kể cả như thuật sĩ Simon cũng đã tin Chúa và chịu báp têm. Và cho đến công vụ đoạn 21 thì tại đây Kinh Thánh ghi là Philip là một người giảng tin lành hay là thầy giảng tin lành. Còn đoạn 21 câu 8, ngày mai chúng ta ở nơi đó đi đến thành Caesarea vào nhà Philip là người giảng tin lành, một trong bảy thầy phó tế rồi ở tại đó. À, như vậy thì ông làm cái chức vụ đó là phó tế hay là chấp sự như ở trong đoạn thứ 6. Và từ một người chấp sự trở thành thầy giảng tin lành. Mà Kinh Thánh nói gì? Cả cái thành Samari tin Chúa. Nghe chưa? Cho nên một người đầy dạy Thánh Linh nó khác với người không đầy dạy Thánh Linh. Người không đầy dạy Thánh Linh họ có Thánh Linh của Chúa ấn chứng đảm bảo cho đến ngày cuối chuộc, nhưng mà cái lòng sốt sắng đi ra không có. Họ cứ quanh quẩn ở Jerusalem. Và một cái điều nữa là gì? Họ rất là sợ để đi giảng tin lành. Tôi không đánh đồng mở ngoặc đóng ngoặc ở đây. Có những người đầy dạy Thánh Linh nhưng mà họ cá nhân của họ với Chúa và họ cũng đi ra nhiệt quyết để giảng phúc âm. Năm cái chức vụ mà Chúa Giêsu ngài gọi: thứ đồ, tiên tri, thầy giảng tin lành, mục sư và giáo sư. Và khi Chúa Giêsu ngài gì? Ngài về trời và ngài đổ các ơn cho loài người. Trong đó ngài có đổ Thánh Linh của Chúa cho những người chờ đợi ngài, tin ngài. Và ngày hôm nay chúng ta vẫn có quyền để xin Chúa ban Thánh Linh cho chúng ta. Chúng ta xem ở trong sách Luca chương 11. Luca chương 11 câu 13 ghi như thế này: vậy nếu các ngươi là xấu còn biết cho con cái mình vào tốt thai, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin ngài sao? Như vậy thì Thánh Linh không tự tuôn đổ trên chúng ta, không tự động tuôn đổ, nhưng mà chúng ta phải khao khát. Chúa chỉ rót nước trên kẻ khác, mặc dầu Thánh Linh được ban cho hội thánh rồi, nhưng nếu chúng ta không xin và tiếp nhận, lấy đức tin tiếp nhận, chúng ta không nhận được. Cho nên Galati đoạn 3 câu 14 nói rằng là lại chúng ta nhờ đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho. Cho nên chúng ta nhận Thánh Linh phải bởi đức tin. Vì Chúa đã cho rồi, Chúa ban cho rồi. Nếu chúng ta tin Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi, dù chúng ta không nhìn thấy Chúa Giêsu, nhưng mà sự cứu rỗi đến và chúng ta cảm nhận sự bình an, sự vui mừng ở trong tâm linh, thì Chúa Giêsu đấng đã giới thiệu Đức Thánh Linh cho chúng ta, thì chúng ta cũng bởi Đức Thánh Linh, xin lỗi, bởi đức tin để nhận lấy Thánh Linh. Philip đã nhận lấy Thánh Linh, ông được sự đặt tay của các sứ đồ và ông trở thành một người giảng phúc âm một cách đầy dẫy. Và nhiều người tin nhận Chúa, nhiều người tin nhận Chúa, phép lạ dấu kỳ xảy ra, đến nỗi Kinh Thánh gì? Cả thành vui mừng không xiết. Trong công vụ đoạn 8 câu 8, thành Samari vui mừng không xiết. Phép lạ dấu kỳ, người bệnh được chữa lành, rồi người những người què được đi, vân vân, quỷ được giải cứu, người ta được giải cứu khỏi quỷ dữ. Đó là một những con người được đổ đầy Thánh Linh. Và sau khi được đổ đầy Thánh sau khi thành Samari mà tất cả những người tin nhận Chúa, thì
Trong lúc đang giảng như vậy, Chúa kêu Philip hãy chạy vào con đường đồng vắng đi đến Gaza. Và tại đó thấy một người tên là quản quan Ethiopi. Một người mà đầy dạy thánh linh, người đó sốt sắng giảng phúc âm. Người đầy dạy thánh linh là người mà lắng nghe được tiếng của thánh linh một cách chính xác để Ngài dẫn dắt trong cuộc đời của chúng ta. Dẫn dắt trong chức vụ, dẫn dắt trong sự cầu nguyện, dẫn dắt trong sự giải cứu, dẫn dắt trong sự chữa lành, dẫn dắt trong cuộc sống, dẫn dắt trong những cái sự đối nhân xử thế và sanh cái bông trái ở trên chúng ta để chúng ta làm sáng danh Chúa. Cảm tạ Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ dừng lại câu số 2 ở đây. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là chốt lại là gì? Khi mà họ được đầy dẫn thánh linh thì họ bắt đầu khởi sự nói các thứ tiếng khác theo chính thánh linh cho mình nói. Và tiếng lạ là một thứ tiếng mà Đức Chúa Trời Ngài ban cho chúng ta để giao thông với Chúa. Và trong cái tâm linh chúng ta nói lời mầu nhiệm, chúng ta không phải nói những lời bậy bạ đâu. Anh bà chị em đừng có sợ hãi. Chúa nói là cha các ngươi còn xấu mà còn biết cho con mình vật tốt thì huống chi cha các ngươi trên trời. Đấng tốt lành, tất cả mọi ân điển tốt lành và sự ban cho từ nơi cao bởi cha sáng láng mà xuống. Như vậy thì chúng ta không có lý do gì mà chúng ta không tin cậy nơi lời hứa của Chúa. Chúng ta nhận lấy thánh linh và chúng ta cũng nhận được báp têm trong thánh linh và nói tiếng lạ. Chúa ban phước cho tất cả quý bà chị em, để rồi đó chúng ta sẽ trở thành những chứng nhân đắc lực cho nhà của Chúa. Chúng ta trở thành những con người vĩ đại để cứu chuộc những người khác. Chúng ta trở thành những con người mà là tay, là chân, là miệng, là mắt của Chúa để hoạt động một cách hiệu quả cho vương quốc của Đức Chúa Trời ngay tại trên đất. Cảm tạ Chúa. Bây giờ chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Thưa Cha, trong danh Chúa Giêsu, cảm tạ Đức Chúa Trời vì cớ Ngài đã ban Thánh Linh cho chúng con, cho hội thánh đầu tiên và tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Vì lời hứa của Ngài là cho các ngươi, cho con cái các ngươi và cho những dòng dõi các ngươi, những người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Ngài đã thành tín trên hội thánh đầu tiên và Ngài giữ thành tín của Ngài trong hội thánh của Chúa cho đến ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa vì những người được nhận báp têm thánh linh, họ mạnh mẽ, họ sốt sắng, họ ra đi để truyền giáo. Những người không nhận báp têm thánh linh, họ cũng được ấn chứng bởi thánh linh và cũng thuộc về con cái của Ngài. Và họ cũng được giữ phần công việc của Chúa trong những cái ơn mà Chúa cho họ. Vì vậy xin Chúa Ngài ban ơn để rồi tất cả chúng con sẽ nhận được một cách đầy đủ những ơn mà Chúa cho. Và con tin rằng Chúa Giêsu Ngài đã về trời và Ngài ban các ơn cho loài người để phục vụ Đức Chúa Trời, mở rộng vương quốc của Đức Chúa Trời. Thì ngày hôm nay Chúa cũng ban các ơn cho hội thánh của Ngài. Trên phòng Zoom, trên online, ngay giờ đây chúng con nghe lời của Ngài, chúng con tin và xin Thánh Linh của Chúa, Chúa Giêsu Ngài báp têm Thánh Linh của Chúa và xin Thánh Linh Ngài đổ đầy trên mỗi chúng con, Chúa ơi. Ngài dẫn dắt chúng con trong sự tươi mới, biến đổi con người bề trong của chúng con một cách kỳ diệu theo cấp độ của thiên đàng. Con cảm ơn Ngài. Để rồi chúng con sẽ không còn sống theo cái cách cũ nữa, nhưng mà chúng con sẽ sống theo cách mới của Thánh Linh. Con cảm ơn Ngài. Con dâng tất cả anh chị em con ở trong ân điển của Ngài và trong sự dẫn dắt của Thánh Linh, chúng con cùng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn tất cả quý bà chị em. Hallelujah.